tiếp tục ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Đây là cái thứ hai của ngay bây giờ hoặc không bao giờ, video thứ hai của nó. Chúng ta sẽ họ đọc cái ABH2, nếu có thời gian thì sẽ đọc tiếp. ABH là gì? Những cái thói quen chống lại cái sự trì hoãn. Số 2, đọc coi có khỉ gì ở đây. Đây, liên hệ mọi hành động đến mục tiêu SMART. Cái thói quen kế tiếp đó là liên hệ mọi hành động đến cái mục tiêu, gọi là SMART. Có cái gì đây? Lý do bị loại bỏ. Lý do bị loại bỏ là nó chẳng có gì quan trọng cả, nó chẳng gì quan trọng. Mình sẽ sử dụng cái chiêu này để mình loại bỏ cái lý do đó. Một ngày của bạn sẽ rất dễ bị phá hỏng nếu bạn không xác định những việc ưu tiên. Kết quả cuối cùng thường là bạn sẽ tập trung vào những công việc đem lại giá trị thấp mà không tạo ra được những kết quả nào đáng kể cả. Trên thực tế, chiến lược hiệu quả nhất để vượt qua được sự trì hoãn là cải thiện khả năng của bạn trong việc chọn lựa những dự án nào nên thực hiện và dự án nào thì cần phải né tránh. Chúng ta đều bao biện cho việc trì hoãn, nhưng nếu bạn dành thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng, bạn sẽ thấy phần lớn những lý do đều được hình thành bởi cảm giác nhiệm vụ đó không quan trọng lắm. Vậy đâu là giải pháp? Rất đơn giản, hãy tạo ra thói quen liên hệ mọi công việc với mục tiêu. Bất cứ khi nào bạn bắt đầu một việc gì đó, hãy tự hỏi bản thân liệu công việc đó có phù hợp với kế hoạch dài hạn của bạn hay không. Nếu nó liên quan trực tiếp đến một mục tiêu đã được viết ra thì bạn hãy dành thời gian để thực hiện nó. Xong, nếu mà nó không hề liên quan đến mục tiêu cụ thể nào cả thì đừng ngần ngại ủy quyền hay là loại bỏ nó hoàn toàn. Tức là xác định thằng nào quan trọng thì làm trước. Đặt ra mục tiêu sẽ trở thành một vũ khí bí mật của bạn trong cuộc sống chống lại sự trì hoãn. Việc biết được đâu là điều quan trọng sẽ giúp bạn tạo ra một cái khung cho lề thói hàng ngày của mình. Bạn sẽ không còn phải loay hoay với một công việc bất kỳ nào nữa, mà là ngồi đây mà không biết là bây giờ mình sẽ đi làm cái gì á, loay hoay với một công việc bất kỳ nữa, mà bạn sẽ hành động bởi bạn biết nó phù hợp với kế hoạch dài hạn đến mức nào. Mình sẽ tập trung làm cho xong cái việc đó. Bạn có thể áp dụng thói quen này bằng cách thường xuyên đặt ra những mục tiêu SMART, được viết tắt là specific, là cụ thể. M là measurable, là đo lường được. Attainable là có thể đạt được. Relevant là liên quan. Là time bound và là giới hạn thời gian. Một cái công việc cụ thể, một công việc mình có thể đo lường được và mình có thể đạt được, chứ không phải là một cái công việc ảo tưởng sức mạnh. Một cái công việc mà nó có sự liên quan đến cái điều mình muốn và cái giới hạn thời gian của nó. Mình sẽ hoàn thành công việc này trong bao lâu? Đây là cách vận hành nó. Cụ thể, bạn có 6 câu hỏi đặt ra. Who, what, where, when. Cái nào là gì? Là what nữa hả? Why, tại sao? 5W. Ai, cái gì, ở đâu, làm khi nào, làm cái nào và tại sao tôi phải làm cái đó. Việc trả lời những câu hỏi trên sẽ giúp cung cấp cho bạn một cách nhanh nhất tạo ra một mục tiêu rõ ràng với một kết quả có thể đo lường được. Ai là ai có liên quan đến việc này? Cái gì là bạn muốn đạt được cái gì ở đây? Tôi làm cái này tôi muốn đạt được gì? Ở đâu? Bạn sẽ hoàn thành mục tiêu này ở chỗ nào? Khi nào? Khi nào bạn muốn thực hiện nó? Và khi nào nó sẽ kết thúc? Cái nào những yêu cầu hạn chế mà có thể xuất hiện khi bạn thực hiện cái nhiệm vụ này, và tại sao bạn lại đi làm nó? Tại sao? Đây là một ví dụ điển hình về một mục đích cụ thể ở đây. Ví dụ, vào ngày 16 tháng 5, ta sẽ gửi đến cấp trên
của tôi một bài thuyết trình vô cùng ấn tượng kéo dài trong 15 phút, trong đó cập nhật về dự án Nexus. Ví dụ này cực kỳ rõ ràng. Đến cuối ngày 16, bạn sẽ biết bạn có đạt được nó hay không. Đến cuối ngày 16. Công việc cụ thể. Xác định một công việc cụ thể. Cụ thể là phải xác định ai, cái gì, ở đâu, khi nào, cái nào, tại sao. Kế tiếp là đo lường được. Đo lường được, khía cạnh thứ hai trong việc đặt ra mục tiêu là tạo ra một kết quả có thể đo lường được. Một lúc nào đó bạn muốn biết mà không hề nghi ngờ rằng bạn đã đạt được mục tiêu. Ví dụ, thuyết trình không phải là một kết quả có thể đo lường được, trong khi đó thuyết trình 15 phút lại có thể đo lường được. Cái công việc là thuyết trình á, thì không phải là một cái mà đưa ra được một cái kết quả mà có thể đo lường được, mà thuyết trình trong vòng 15 phút lại có thể đo lường được. Tức là chỉ cần thêm 15 phút vào thôi. Hãy cụ thể hóa hết mức có thể những mục tiêu của bạn. Đừng chỉ nói bạn sẽ học cách nói trước đám đông, mà thay vào đó hãy tạo ra hàng loạt thước đo mà tập trung vào sự cải thiện liên tục. Học cách nói trước đám đông thì trước hết phải nói gì, nói gì, nói gì, không biết. Có thể đạt được, tức là đặt ra những mục tiêu nhỏ. Cái đo lường được này nè, là bạn phải đặt ra những mục tiêu nhỏ nhỏ nhỏ, và từng bước đạt được những mục tiêu nhỏ đó thì mình mới đi đến một cái mục tiêu lớn. Ví dụ như học tập cách nói trước đám đông, mình sẽ làm gì ở trong học cách nói trước đám đông. Xác định ra cái kế hoạch, mục tiêu cụ thể có thể đạt được. Hãy chắc chắn rằng những mục tiêu của bạn là những mục tiêu có thể đạt được. Hãy đặt ra những mục tiêu mang tính thách thức nhưng có thể được hoàn thành nếu có sự nỗ lực. Với ví dụ trên, bạn không nên đặt mục tiêu thuyết trình tại một hội nghị quốc gia trong một khoảng thời gian quá ngắn nếu bạn chưa bao giờ diễn thuyết trước đám đông. Mục tiêu khả quan hơn đó là hãy trình bày thật tốt trước một lượng khán giả nhỏ hoặc trong một sự kiện nhỏ tại địa phương. Điều đó không có nghĩa là bạn nên tránh theo đuổi những mục tiêu lớn. Mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ gì đó, hãy tạo ra một mục tiêu mới, thách thức hơn, táo bạo hơn. Hãy liên tục thúc đẩy bản thân bằng những việc mà bạn nghĩ rằng nó khả thi với cuộc sống của bạn. Có thể chỉ một năm, bạn sẽ thấy bản thân mình đang đứng trên bục diễn giả của một hội nghị quốc gia ấy chứ. Tức là đặt ra từng mục tiêu nhỏ và theo đuổi nó. Liên quan, mọi mục tiêu đều cần phải liên quan đến những gì bạn muốn. Nếu bạn không nên làm những làm chúng theo nguyện vọng của bố mẹ, của chồng vợ hay là của bạn bè, nó cần phải liên quan đến những gì bạn muốn. Chúng chỉ nên tập trung vào những kết quả mà bạn thực sự mong mỏi mà thôi. Bạn sẽ cần phải trở thành người thích hành động. Khi các mục tiêu xuất phát từ đam mê cá nhân thì hoàn thành chúng hàng ngày sẽ dễ hơn nhiều. Tức là có đam mê. Giới hạn về thời gian, hãy ép những mục tiêu của bạn vào một khung giờ cụ thể. Với tôi thích đặt ra hai mục tiêu. Một mục tiêu ngắn hạn cho tháng tới và một tiêu dài hạn cho 3 tháng kế tiếp. Việc đặt ra mục tiêu sẽ giúp chúng luôn được xếp vị trí hàng đầu trong tâm trí của bạn và tăng khả năng thành công của chúng. Một mục tiêu không phải là tôi sẽ thuyết trình, mà thay vào đó bạn phải nói nó là vào ngày 15 tháng 5 này tôi sẽ thuyết trình một bài ấn tượng dài khoảng 15 phút cho sếp của tôi nghe. Không phải chỉ nên đặt ra mục tiêu trong công việc, mà trên thực tế nó nên là một phần trong mọi quyết định mà bạn đưa ra trong cuộc sống của mình. Hãy nhớ, bạn đang cố gắng vượt qua sự trì hoãn. Vì vậy, bạn cần phải nhìn vào mỗi nhiệm vụ mà và xem liệu nó có phù hợp với những kế hoạch dài hạn của bạn hay không. Điều này có nghĩa là bạn phải nên thiết lập những mục tiêu theo từng điều sau đây. Thứ nhất là học tập cả chính quy và không chính quy, học tập ở trong trường và không ở trong trường, nghề nghiệp hoặc là kinh doanh. Phải lập mục tiêu cho việc học tập, lập mục tiêu cho nghề nghiệp hoặc công việc kinh doanh của mình, lập mục tiêu sức khỏe, lập mục tiêu về sở thích và giải trí, lập mục tiêu về những mối quan hệ, về tôn giáo, tài chính và nghĩa vụ công, là đi nghĩa vụ quân sự.
Bạn không cần phải tập trung vào tất cả những điều trên một lúc, mà thay vào đó hãy tốt hơn hết đó là bạn tạo ra những mục tiêu cho từng lĩnh vực trong cuộc sống mà hiện tại nó có một ý nghĩa mang tính cá nhân và quan trọng đối với bạn hiện tại bây giờ. Hiện tại bây giờ quan trọng nhất của mình là học tập. Như vậy phải đặt mục tiêu cho học tập. Những mục tiêu kia cũng phải đặt ra, nhưng mà mức độ ưu tiên là học tập sẽ cao hơn. Ta có mục tiêu về sở thích, về giải trí, về những mối quan hệ, về tài chính, nhưng đó không phải là cái mức ưu tiên tối đa của mình hiện tại. Cuối cùng, bạn nên hiểu sự khác nhau giữa hai dạng mục tiêu và cách chúng tác động đến khả năng hoàn thành mọi việc của bạn. Dạng mục tiêu đầu tiên là mục tiêu về thành tích. Trong đó, bạn tập trung vào sự cố gắng chứ không phải là cái kết quả. Mặc dù bạn muốn đạt được một cột mốc cụ thể nào đó, bạn cũng không coi là thất bại nếu không đạt được nó. Tức là mục tiêu về thành tích. Tao muốn đạt học sinh giỏi, bây giờ tao phải làm cái gì? Ví dụ một mục tiêu hiệu suất sẽ kiểu như sau: vào ngày 1 tháng 6, tôi sẽ có một quyển sách hoàn chỉnh gồm 15.000 từ được xuất bản trên nền tảng Kindle của Amazon. Dạng thứ hai là mục tiêu kết quả. Mục tiêu này bạn muốn đạt được một cái kết quả cụ thể nào đó có thể đo lường được. Mặc dù thành tích cũng rất là quan trọng, nhưng mối quan tâm chính của bạn sẽ là đạt được con số đó. Ví dụ nếu bạn không đạt được thì mục tiêu của bạn coi như thất bại. Đặt mục tiêu thành công hay thất bại, có mục tiêu về thành tích, mục tiêu về kết quả. Kết quả của mình á, mục tiêu của mình á, thành tích của mình á là cố gắng đạt học sinh giỏi, nhưng mà học sinh giỏi của mình á, mình không đạt, mình học sinh khá trung bình thôi. Nhưng mà đặt một cái mục tiêu quan trọng về kết quả là mục tiêu kết quả này á, là mình phải đạt đậu đại học, đậu vào trường đại học danh tiếng nào đó. Dù cái thành tích của mình không cao, nhưng mà cái mục tiêu kết quả mình là đậu vào đại học. Lấy một ví dụ, bạn có thể điều chỉnh ví dụ trên như sau: vào ngày 1 tháng 6 tôi sẽ có một quyển sách trên Kindle của Amazon với doanh số trung bình là 10 cuốn mỗi ngày. Tôi sẽ bán ra được 10 cuốn mỗi ngày. Đa phần tôi khuyên bạn nên đề ra những mục tiêu thành tích thay vì những mục tiêu kết quả. Thành tích chứ không phải là kết quả. Điều quan trọng nhất là phát triển thói quen giúp bạn thúc đẩy bản thân và đưa ra hành động theo ngày. Bởi vậy mình đang chống lại sự trì hoãn, thì mục tiêu thành tích là mục tiêu mà nó thúc đẩy mình, giúp đỡ mình nhiều hơn là cái kết quả mình đặt ra. Những mục tiêu kết quả có thể gây thoái chí, đúng, nếu không đạt được những con số đã đề ra. Những mục tiêu thành tích thường là tốt hơn bởi nó giúp bạn tập trung, đúng, vào quá trình tự cải thiện thay vì cái kết quả được ăn cả ngã về không như mục tiêu kết quả. Áp dụng thói quen này, chúng ta sẽ đi vào trong thực tế. Hồi nãy giờ là lý thuyết, bây giờ áp dụng tác giả nói gì đây? Dưới đây là cách sử dụng những mục tiêu SMART để chống lại sự trì hoãn. Thứ nhất, nghĩ về những gì bạn muốn đạt được trong 1 tháng tới. Giờ mình sẽ ngồi nghĩ lại trong 3 tháng tới, hay là trong 1 tuần tới, hay là trong 1 tháng tới, mình sẽ muốn đạt được điều gì? Đặt đi, đặt đi. Thứ hai, viết ra những mục tiêu SMART theo kiểu SMART, là cụ thể, là đo lường được. Là gì nữa? A là gì, quên mất tiêu rồi. Chú ý hả? Là có thể đạt được. Có sự liên quan. Và trong một cái thời bao là có giới hạn về thời gian cho những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống của bạn. Thôi, hiện tại mình chỉ đặt mục tiêu cho cái kế hoạch học tập hiện tại của mình thôi. Thứ ba, lên kế hoạch hành động cho từng mục tiêu. Lên cái kế hoạch hành động cho từng mục tiêu. Mình sẽ làm gì? Thứ tư, đánh giá lại những mục tiêu đó hàng ngày. Mỗi ngày mình sẽ coi thử coi hôm qua so với hôm nay
À, có tiến bộ gì hay không? Hay là có thối lùi gì hay không? Hôm nay so với hôm qua, tìm ra mối liên hệ của từng dự án mới với mục tiêu. Loại bỏ, ủy quyền bất cứ công việc nào mà không phù hợp với mục tiêu hiện tại của bạn. Bất kỳ cái hành động nào trong cuộc sống hàng ngày của mình không phù hợp với mục tiêu hiện tại thì loại bỏ nó. Sau 3 tháng hãy đánh giá thành công tổng thể của bạn. Tạo ra những mục tiêu mới và khó khăn hơn. Sau khi đạt xong một cái mục tiêu này thì đi đến mục tiêu thứ hai, mục tiêu kế tiếp nữa thì nó phải khó hơn và phải được tạo ra ngay lập tức sau khi đã hoàn thành cái mục tiêu mãi, chứ không có trì hoãn, không có chơi chơi xong rồi mới mới bắt đầu vào mục tiêu mới. Việc trì hoãn một công việc không quan trọng nào đó rất dễ, nhưng thật không may thái độ này có thể có những tác động tiêu cực đối với những dự án của bạn. Đến một lúc nào đó bạn sẽ phải đưa ra một quyết định, hoặc là bắt đầu công việc đó hoặc là không. Với việc thiết lập nên những mục tiêu SMART, bạn sẽ tạo ra một danh sách những việc hiện tại đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của bạn. Bất kể khi nào bạn cảm thấy bị cám dỗ, mong muốn bắt đầu một thứ gì đó mới, bạn sẽ có một bộ khung giúp bạn đưa ra được những quyết định khôn ngoan. Nếu công việc đó đủ quan trọng, hãy thực hiện nó. Nếu không, hãy quyết tâm lỡ bỏ nó. Đó là anh ta đọc xong cái phần thứ hai, liên hệ mọi hành động đến mục tiêu SMART. Tất cả những hành động của chúng ta sẽ được liên hệ đến cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra. Như vậy là sau khi đọc xong cái mục tiêu SMART này là mình sẽ biết là làm cách nào để mình tìm ra cái mục tiêu và đặt cái mục tiêu như thế nào để theo đuổi nó. Hôm bữa thì mình học và sử dụng quy tắc 80-20 để ra quyết định. Tức là thằng nào quan trọng thì làm trước, thằng nào không quan trọng thì làm sau. Bây giờ mình sẽ đi qua cái ABH3, nắm bắt ý tưởng của bạn. Nếu mà có tự nhiên đang ngồi chơi có một cái ý tưởng nảy sinh ra thì mình sẽ làm sao? Nắm bắt ý tưởng của bạn. Lý do bị loại bỏ là tôi bị quá tải, làm nhiều quá, chịu không nổi. Nắm bắt ý tưởng của bạn. Bạn có bao giờ cảm thấy bị choáng ngợp trước một danh sách công việc hay chưa? Có những lúc chúng ta cảm thấy bị ngập lụt trong một núi công việc cần được hoàn thành. Chúng ta gắng hết sức để hoàn thành mọi thứ, nhưng thường thì 24 giờ một ngày với chúng ta là không đủ. Điều thú vị là cảm giác choáng ngợp này không phải do số lượng những công việc còn đang dang dở, mà nó thường đến từ cái quá trình bạn xử lý ý tưởng và kế hoạch hành động của bạn. Cái kế hoạch của bạn theo hiệu ứng Zeigarnik 1, mọi suy nghĩ chưa được hoàn thiện sẽ choáng lấy tâm trí của bạn cho đến khi bạn thực hiện nó hoặc viết ra một kế hoạch về cách thức để thực hiện nó. Cái hiệu ứng Zeigarnik là mọi suy nghĩ chưa được hoàn thiện sẽ choáng lấy toàn bộ tâm trí của bạn cho đến khi bạn hoặc thực hiện nó, hoặc là viết ra một kế hoạch cụ thể để thực hiện nó. Nói cách khác, nếu bạn không thường xuyên dọn dẹp những ý tưởng trong đầu của bạn, chúng sẽ có những tác động tiêu cực lên khả năng tập trung của bạn vào những công việc hiện tại mà bạn đang theo đuổi. Hiệu ứng Zeigarnik ảnh hưởng trực tiếp lên sự trì hoãn, bởi nó thường khiến chúng ta né tránh mọi hành động khi chúng ta có cả núi công việc cần phải làm mỗi ngày. Vậy giải pháp ở đây là gì? Hãy tạo ra thói quen nắm bắt ý tưởng để giúp bạn không bao giờ lỡ bỏ một suy nghĩ nào. Ngay cả một hành động đơn giản như viết ra một suy nghĩ và giữ nó để xem xét trong tương lai cũng sẽ giúp bạn tập trung vào những dự án hiện tại. Đó là lý do tại sao việc nắm bắt một ý tưởng sẽ khép kín vòng tròn mà thường ngăn không cho chúng ta hoàn thành mọi công việc. Nói khác, khi tâm trí của bạn bị lấp đầy bởi suy nghĩ vẩn vơ, bạn sẽ không thể tập trung 100% để hoàn thành công việc trước mắt. Sự thật là chúng ta liên tục ngập tràn ý tưởng. Đôi khi chúng xuất hiện một cách ngẫu nhiên, khi đang tập thể dục, khi cắt cỏ, khi lái xe hoặc là sơn phòng. Có những khi bạn choàng tỉnh giữa đêm vì nghĩ ra một sáng kiến làm thay đổi cả thế giới. Dù cảm hứng tấn công bạn lúc nào thì bạn cũng cần đặt chúng vào một vị trí trung tâm duy nhất. Có hai cách để nắm bắt ý tưởng.
Cái cách đầu tiên là rất cổ điển, đó là sử dụng giấy và bút. Hãy luôn mang theo một cuốn sổ tay và sử dụng nó để ghi lại tất cả những suy nghĩ và ý tưởng khi chúng xuất hiện. Cuốn sổ tay yêu thích của tôi dành cho việc ghi ý tưởng là cuốn Moleskine Notebook, hiện đang được bán trên Amazon. Lựa chọn tiếp theo là Evernote. Evernote, chắc nhiều người biết Evernote này rồi. Đây là một cái phần mềm có sẵn trong máy tính và smartphone. Công cụ này cho phép bạn nắm bắt thông tin bằng cách như là ghi âm, chụp ảnh, ghi chú cá nhân và trích đoạn trang web, và nó sẽ lưu ở trên Internet và nó không bao giờ bị đánh mất cả. Điều tuyệt vời nhất của công cụ này là bạn có thể dễ dàng sắp xếp thông tin để trong tương lai có thể dùng lại ngay lập tức. Phải có những công cụ hỗ trợ. Có thể bạn sẽ cảm thấy mình thật cổ lỗ sĩ khi dùng bút viết một thứ gì đó, nhưng rồi bạn sẽ kinh ngạc về sự hữu dụng của thói quen này. Hãy thực hiện nó mỗi ngày, bạn sẽ có một tâm trí hoàn toàn sáng sủa, cho phép bạn hoàn toàn tập trung vào dự án hiện tại của bạn. Như chúng ta vừa trao đổi, sự trì hoãn đến từ cảm giác quá tải. Thật khó để tập trung khi bạn đang còn canh cánh trong lòng về hàng trăm thứ khác mình cần phải giải quyết lúc này. Với thói quen nắm bắt ý tưởng, bạn sẽ tạo ra cho mình cảm giác như thư giãn bởi mọi suy nghĩ sẽ được hoàn tất tại thời điểm thích hợp. Áp dụng thói quen này trong cuộc sống thì mình sẽ làm như thế nào? Sau đây là cách phát triển thói quen nắm bắt ý tưởng. Một là cầm smartphone với Evernote. Hai là sử dụng một cái quyển sổ để viết. Hãy luôn mang theo công cụ giúp bạn nắm bắt ý tưởng dù bạn đi đâu. Nếu mà có smartphone thì là download Evernote về đăng ký tài khoản và xài. Nếu mà không có thì là sử dụng một cái quyển sổ nhỏ nhỏ trong tầm tay và một cây bút sẵn có, ghi chép mọi suy nghĩ xuất hiện trong đầu của bạn. Một cái ý tưởng đó đột xuất ra suy nghĩ, lúc đầu có thể là nó sẽ ít ý tưởng, chừng 1 năm 2 năm thì cái quyển sổ nó cũng chỉ viết được một vài trang thôi. Khi ra soát lại hàng tuần những ghi chú đó, ghi rồi là phải đọc lại chứ đừng ghi xong bỏ giống như trong trường. Lên kế hoạch hành động cho từng ý tưởng. Ý tưởng nào mà hay thì mình sẽ hành động, còn không hay thì thôi. Người ta nói rằng trong một thời điểm nào đó của cuộc đời, mỗi người đều sẽ nảy ra một ý tưởng có giá trị triệu đô. Tôi không chắc điều đó đúng hay không, nhưng tôi biết rằng những ý tưởng xuất sắc thường xuyên xuất hiện. Điều không thường xuyên là trở thành một người ghi chép lại tỉ mỉ mọi suy nghĩ nảy sinh. Việc phát triển thói quen này kết hợp với một vài thói quen khác mà chúng ta sẽ thảo luận sẽ giúp bạn trở nên tốt hơn trong việc hành động tức thì. Đó là xong cái thói quen thứ ba của chúng ta. Giờ đọc cái thói quen thứ tư nữa rồi nghỉ. Thói quen thứ tư, tạo ra một hệ thống gồm 43 thư mục. 43 thư mục. 43 thư mục. Tắt tiếng. Lý do bị loại bỏ là tôi lại quên làm nó mất tiêu rồi. Trời ơi, quên rồi. Những nhiệm vụ luôn bị lãng quên khi bạn không có một hệ thống tổ chức hữu hiệu. Mặc dù chúng ta đã nói về tầm quan trọng của cơ chế nắm bắt ý tưởng, nhưng ghi lại ý tưởng là một chuyện, còn nhớ thực hiện nó lại là một chuyện khác nữa bạn ơi. Việc một giải pháp đơn giản để ghi nhớ mọi thứ là phát triển một cái thói quen 43 thư mục. Nói ngắn gọn, 43 thư mục đưa ra một cách tiếp cận mang tính hệ thống để theo dõi những ý tưởng. Có ý tưởng, sắp xếp lại và theo dõi nó. Bước đầu tiên, bạn sắp xếp một ngăn kéo thành 12 thư mục chính cho từng tháng. Tháng thứ nhất, thư mục đầu tiên, tháng thứ hai, thư mục thứ hai. Sau đó bạn thêm vào 31 thư mục thể hiện con số ngày tối đa trong một tháng. Bạn đã có tổng cộng 43 thư mục. 31 thư mục đó được đặt theo thứ tự ngay phía sau tháng hiện tại, và sau đó 11 tháng còn lại được đặt phía sau những ngày này. Trong quá trình đánh giá hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng, bạn sẽ đặt những nhắc nhở để theo dõi nhiệm vụ dự án trong một ngày cụ thể. Sau đó điều duy nhất bạn cần phải làm
Đó là tạo thói quen kiểm tra 43 thư mục đó mỗi ngày và thực hiện chúng với từng vụ. Hay quá, có ý tưởng mới rồi. Ý tưởng mới. Sẽ làm một cái phần mềm lập kế hoạch và theo đuổi kế hoạch, một cái phần mềm áp dụng những cái quy tắc này. Cố gắng đọc xong quyển sách này thì sẽ có toàn bộ ý tưởng về cái phần mềm này. Đó, xuất bản ra APK chạy trên hệ điều hành Android. Áp dụng thói quen. Việc phát triển thói quen kiểm tra 43 thư mục đòi hỏi một vài phí tổn, nhưng đó là một sự đầu tư có giá trị giúp bạn không bao giờ quên thực hiện những công việc quan trọng. Sau đây cách thể bắt đầu thực hiện thói quen này. Cái thói quen này là đặt ra thư mục. Bình thường thì mình sẽ không có cái này đâu. Ai mà bỏ tiền ra mua 43 cái thư mục, 43 cái cặp tab để vô. Dành một phần diện tích trong nhà để xử lý giấy tờ và nhiệm vụ. Thứ hai là mua một ngăn kéo dự trữ đơn giản với 50 thư mục có sẵn nhãn tên. Đặt mọi công việc hoặc ý tưởng vào chính giữa, đánh giá những mục tiêu đó một phần đánh giá hàng tuần, như một phần đánh giá hàng tuần. Xếp lịch theo tháng, theo ngày để lướt qua những dự án hoặc nhiệm vụ tiềm năng. Lặp lại cho đến khi làm hết đống giấy tờ này. Lặp lại cho đến khi làm hết đống giấy tờ này. Tạo ra lời nhắc nhở hàng ngày để hoàn thành mục tiêu. Đó, cái nhắc nhở hàng ngày nè là cái phần mềm này sẽ có cái nhắc nhở hàng ngày là bữa nay mình làm gì, mục tiêu là bữa nay em làm gì, đúng giờ đó là em sẽ làm gì. Cái phần mềm kế hoạch này nó sẽ ấy giá cái tới cái giờ đó nó sẽ reo lên để làm, để xác định là mình đã làm rồi thì em phải đánh dấu tích vào tôi đã làm rồi, thì nó sẽ không báo nữa, còn không sẽ báo hoài luôn. Làm đi. Thói quen kiểm tra 43 thư mục cung cấp một cơ chế đơn giản giúp bạn không bao giờ lỡ bỏ bất kỳ ý tưởng nào. Khi tạo ra một lời nhắc nhở theo công việc, tâm trí của bạn sẽ không bị những ý tưởng ngẫu nhiên chiếm đoạt. Thay vào đó, bạn sẽ được toàn tâm toàn ý thực hiện những nhiệm vụ và dự án hiện tại. À, thằng này nó sẽ mang tính năng của Evernote. Evernote tức là mình sẽ bấm nút một cái thôi, nó sẽ nhảy ra cái phần cho mình ghi âm hoặc là mình ghi cái ý tưởng của mình ra. Ghi âm thì nó sẽ tốt hơn. Cha phần mềm to quá sao làm nổi đây. Hết rồi, thôi mình dừng ở đây. Nói chung là bữa nay thì mình đã học được cái là lập được cái mục tiêu và cách để theo đuổi mục tiêu đó hàng ngày. Cố gắng thôi, chứ biết sao giờ.